Nej. Cái này nhiều Toyota, Mitsubishi, rất ít xe Honda. Ui, xe quân đội. Ui, chạy luôn. Ui, bãi đái. Mấy ông quân đội này vượt đèn đỏ luôn. Toyota Hyundai nữa. À, bên này luật đi xe máy, người lái xe máy phải là đi dây, không đi dép lê. Người ngồi sau có thể đi dép lê, nhưng ngồi ở trước thì phát buộc phải đi dây. Nếu không đi thì gặp cảnh sát nữa sẽ bị tóm. Đây, ông này đi ủng luôn. Mining. Happy hour. Nhiều cây to nhỉ. À, hôm nay ngày mùng mấy nhỉ? Mùng 4 tháng 12 nhỉ? Tận 11 tháng 12 mới xong. Ui dồi, còn lâu phết. Hãy tận hưởng cuộc sống thôi, enjoy. Enjoy stay. Cây mình đang cây trở về cái gì này.